Vâng, xin chào quý chị và các bạn nha. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với kênh Duy Tùng Dreamland. Vâng, hôm nay chúng ta lại chiêm ngưỡng một trong những lô đất đắc địa tại Phú Mãn, Quốc Oai. Vâng, hiện tại Duy Tùng đang đứng trên trục chính đường nhựa Phú Mãn. Vị trí của Duy Tùng đang đứng là cách quốc lộ 21A khoảng tầm hơn 1 km thôi. Vâng, gần với ủy ban xã Phú Mãn, gần với trường tiểu học xã Phú Mãn. Vâng, đây là lô đất tổng diện tích là 123,6 m, toàn bộ là đất ở. Vâng, lô đất phun thổ cư tại trục chính Phú Mãn, một lô đất duy nhất và hiếm nhất tại Phú Mãn bây giờ, và giá đang cũng là rất là giá đang rất rẻ, có thể đầu tư. Đây là trục đường nhựa Phú Mãn. Đường này thì xe công chạy, hai xe công chạy nhau. Vâng, và lô đất thì có thể đầu tư kinh doanh hoặc là làm nhà xưởng cũng rất là ok. Vâng, đây ạ, em sẽ cùng quý chị xem kỹ hơn mảnh đất nha. Đây ạ, đây là lô đất. Mặt tiền của lô đất là gần 5 m. Vâng, phun thổ cư, rất là vuông, rất là đẹp. Toàn bộ là đất ở đó. Đây là trục đường nhựa. Vâng. Đây, anh chị xem phía đằng sau của mảnh đất, nó là một cánh đồng rất là thoáng. Vâng, là một cánh đồng rất là thoáng. Đây ạ. Đấy. Quý anh xem nhé. Xung quanh thì hai bên cạnh là đều có nhà dân ở rồi. Đây là phía sau của mảnh đất. Đấy. Đất rất là vuông, rất là đẹp. Toàn bộ là đất ở 123,6. Tìm ở trục chính đường nhựa Phú Mãn một mảnh đất mà toàn bộ đất ở bây giờ thì hầu như là không có. Và đây là lô đất duy nhất còn sót lại tại Phú Mãn. Rất là đẹp luôn. Đấy. 123,6 m. Quý anh chị xem mảnh đất rất là vuông. Vâng, và lô đất này thì bây giờ chúng ta hãy cùng bay trên cao để quan sát kỹ hơn xung quanh của lô đất nha. Vâng, nhìn từ trên cao quý anh chị có thể thấy rõ hơn vị trí xung quanh của lô đất 123,6 m. Lô đất lại nằm tại vị trí trung tâm nhất của xã Phú Mãn, gần với ủy ban xã, gần với trường học, gần trạm y tế, và gần một cái hồ cũng rất là lớn và đẹp nhất tại Phú Mãn. Đây ạ. Xung quanh ở xa xa thì là giáp chân núi thì có rất nhiều nghỉ dưỡng. Và đây em có thể quay xung quanh lô đất để cho quý anh chị có thể nhìn rõ hơn. Và đó, đối diện với lô đất đó là, đây là trục chính Phú Mãn đây. Trục chính này đường chạy thẳng phía trước mặt đó là chạy ra quốc lộ 21. Và chỗ phía dưới mà phân lô phía dưới đây, quý anh chị có thể nhìn thấy đó là khu tái định cư của Phú Mãn. Vâng, lô đất là nằm đối diện với khu tái định cư Phú Mãn luôn ạ. Đấy. Một trục là chạy thẳng ra quốc lộ 21 khoảng tầm gần 2 km. Đấy. Và một đường đi phía trong là vào sâu trong Phú Mãn đó. Đó, đây là hồ trước mặt, hồ đối diện với ủy ban xã Phú Mãn luôn. Vâng, cảm ơn quý chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.